Mới đây, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai do Đại tá Ngô Quang Thuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết các tiểu khu quân sự Kampong Thom nhân dịp Tết Chon Tha Nam Thơ Mây, Vương quốc Campuchia. Tại những nơi đến, đoàn đã gửi lời chúc mừng đến thủ trưởng các tiểu khu nhân dịp Tết cổ truyền Chon Tha Nam Thơ Mây, chúc nhân dân Vương quốc Campuchia ngày càng ấm no hạnh phúc thịnh vượng trong năm mới. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng cùng trải qua những thăng trầm trong lịch sử. Vượt qua thử thách và những biến chuyển của thời đại, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng được vun đắp và trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Trung tướng Cooper, chỉ huy trưởng tiểu khu quân sự Kampong Tham bày tỏ vui mừng khi nhận được sự quan tâm của đoàn nhân dịp Tết cổ truyền Chon Tha Nam Thơ Mây, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện và cử cán bộ hỗ trợ các đoàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Việt Nam, tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian qua, tiểu khu quân sự Kampong Tham đã hỗ trợ tìm kiếm cất bóc được 20 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam về nước. Còn tại tiểu khu Kampong Thom, tiếp đoàn tại hội trường mới được xây dựng bằng kinh phí hỗ trợ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, Trung tướng Sen Som, chỉ huy trưởng tiểu khu quân sự Kampong Thom bày tỏ xúc động và cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua. Trung tướng hy vọng trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần đoàn kết xây dựng mối quan hệ keo sơn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.